Là người Việt Nam biết và nghe những câu chuyện ma của Việt Nam thì nó là điều quá là bình thường rồi. Nhưng trong video ngày hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn nghe những truyền thuyết đô thị đáng sợ của Việt Nam, nhưng mà là dưới góc nhìn của những người bạn nước ngoài. Hãy cùng xem họ biết gì và được nghe kể những gì về những câu chuyện rùng rợn ở Việt Nam nhé. Quả thực thì phần lớn những câu chuyện đó mặc dù là người Việt Nam nhưng mình cũng chưa từng được nghe qua. Các bạn biết bao nhiêu câu chuyện trong số đó thì hãy bình luận ở phía bên dưới nhé. Câu chuyện đầu tiên, trong chiến tranh Việt Nam thì người ta đã nói rằng Hoa Kỳ đã đưa ra một loại chiến thuật mới trong cuộc chiến chống lại Việt Cộng. Quân đội Hoa Kỳ đã tạo ra những thông điệp cực kỳ đáng sợ giống như là tiếng nói của những người đã chết. Nó được gọi là những cuộn băng ma, đó là những âm thanh giống như tiếng rên rỉ cầu cứu của một chiến sĩ Việt Cộng đã chết đang van xin đồng đội của mình. Các đồng đội của tôi trở lại, các bạn biết rằng tôi đã chết rồi. Bạn cùng giống như tôi, hãy trở về nhà đi trước khi quá muộn. Máy bay trực thăng của Mỹ đã phát đi phát lại cuộn băng này ở trong các khu rừng rậm. Điều này không có mục đích gì khác ngoài việc khiến cho quân lính Việt Nam sợ hãi. Chúng đã đánh vào niềm tin mạnh mẽ của chúng ta rằng nếu như ai đó chết đi mà không được chôn cất cẩn thận hoặc là không thể tìm thấy xác thì họ sẽ trở thành những linh hồn vất vưởng. Lính Mỹ đã hy vọng rằng nỗi sợ này sẽ khiến cho dân ta nao núng và từ bỏ chiến đấu, không thì họ cũng sẽ trở thành những linh hồn vất vưởng. Nhưng vấn đề là khi chúng không còn cho phát những đoạn băng kia nữa thì những tiếng âm u như lời nói của những người đã chết vẫn văng vẳng khắp những khu rừng. Vậy thì điều đó, linh hồn của những người lính ấy có thực sự tồn tại không nhỉ? Câu chuyện thứ hai, vào tháng 12 năm 2001 thì một tòa nhà bốc cháy ở Sài Gòn đã cướp đi sinh mạng của một gia đình bao gồm 7 thành viên. Ngọn lửa đã lan rất nhanh và nhanh chóng nhấn chìm tầng 1. Cũng là nơi trưng bày cửa hàng kinh doanh xe máy của gia đình. Những người dân sống xung quanh đó chỉ bị đánh thức khi ngửi thấy mùi nhựa từ lốp xe. Gia đình đó dĩ nhiên đã cố gắng thoát ra nhưng chỉ còn cách duy nhất là nhảy qua ban công. Từng người một nhảy qua ban công để tránh ngọn lửa cho đến lượt của một người phụ nữ mang thai. Cô ấy chính là con gái của chủ tòa nhà. Vì tầng không cao lắm và đã có rất nhiều người đứng ở bên dưới để hỗ trợ, mọi người gào lên rằng cô ấy hãy nhảy đi, nhưng cô ấy đã quá sợ hãi. Cô ấy lùi lại, quay trở vào nhà và cuối cùng đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Đến khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn thì người ta đã không tìm thấy thi thể của cô. Trong những năm sau đó thì người dân địa phương đã đồn thổi rằng họ có thể nhìn thấy hồn ma của thai phụ đứng ở ban công vào những đêm không trăng. Họ thậm chí còn có thể nhìn rõ được khuôn mặt sợ hãi của cô ấy và bàn tay thì vẫn đang ôm chặt chiếc bụng bầu của mình. Ở câu chuyện thứ ba thì chúng ta có chung cư 727. Tòa nhà này từng là biểu tượng của sự xa hoa bậc nhất Sài Gòn, là nơi của những người giàu có. Nó rất là hoành tráng với 6 dãy nhà và tổng có 530 phòng nhưng giờ đây lại bị bỏ hoang gần như hoàn toàn. Lý do đơn giản giải thích cho việc này là người ta tin rằng nó đã bị ma ám. Quay trở lại quá khứ vào những năm 1960 thì nơi đây chính là nơi sinh sống của rất nhiều sĩ quan Mỹ. Cho đến tận bây giờ thì người dân địa phương vẫn còn khẳng định rằng họ đã nhìn thấy những cuộc diễu hành ma và bóng dáng của một người lính Mỹ nắm tay một cô gái Việt Nam. Họ tin rằng đây là một trong 4 linh hồn trinh nữ đã ám tòa nhà. Truyền thuyết kể lại rằng trong quá trình xây dựng khách sạn, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ cho đến tầng cuối cùng của tòa nhà là tầng thứ 13. Tầng này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn chết người. Gia chủ đã ngừng thi công 3 ngày để lập một dàn tế thờ. Một thầy trừ tà từ bên Trung Quốc đã khuyên là nên có thi thể của 4 trinh nữ. Sau đó thì họ đã chôn 4 thi thể ở 4 góc của tòa nhà để xua đuổi ma quỷ và những lời nguyền liên quan đến con số 13. Có thể đó là một ông thầy giỏi vì tòa nhà sau đó đã được hoàn thành mà không có thêm bất cứ một sự bất trắc nào cả. Nhưng mà cho đến khi xây dựng xong thì linh hồn của 4 cô trinh nữ kia có thể đã quay trở lại để ám tòa nhà.